cô chú anh chị và các bạn, welcome mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay Steven có hẹn với một realtor rất là quan trọng. Realtor này tên là Wan Enos. Wan có giúp rất nhiều anh chị ở xa đã mua nhà ở Florida. Thì Steven thường quay phim để bỏ lên YouTube cho mọi người xem về nhà cửa. Thì có nhiều anh chị liên lạc là tưởng Steven bán nhà. Thật sự Steven không có bán nhà nha. Steven chỉ là đi quay phim cho mọi người xem thôi. Rồi lâu lâu nếu ai cần realtor thì Steven giới thiệu Wan để giúp mọi người mua nhà. Thì hôm nay Wan, mình với Wan với một người bạn tên Kiệt ở Mississippi đi để đi xem nhà ở khu Summerstone. Thì Summerstone này nó là builder của Summerstone là Dior Hortons. Kế bên Summerstone thì có River Edge, có Winding Ridge, có River Landing. Và cái khu Steven đang ở là cái khu The Ridge Wiregrass Ranch. Builder có The Ridge Wiregrass Winding Ridge là của GL Homes. Còn River Landing với River Edge là của Taylor Morrison. Thì Taylor Morrison với GL Homes giống như 1-9-1-10 không? Như là hai builder đó build đa số là nhà luxury homes. Thì kế bên cái luxury homes của hai cái builder đó thì có Summerstone. Thì Summerstone giống như họ build nhà hạng trung thôi, hạng trung giống như là khoảng chừng 300 ngoài tới 400 trở lại. Thì đa số anh chị và các bạn nào mà cái nhu cầu mình ít hơn á thì có thể mình mua cái khu Summerstone, nó rất là thuận tiện. Khu Summerstone này nó nằm trên con đường chính của 56, mà highway chính của nó là 75. Thì anh chị và các bạn từ dưới downtown tham bà chạy lên north về hướng Wesley Chapel thì vô 56 quẹo phải, chạy thẳng xuống khoảng chừng 6-7 mai thì nó nằm phía bên tay trái là Summerstone. Còn cái trước khi tới Summerstone thì Winding Ridge. Thì Steven mới vừa chạy gần tới Winding Ridge phía bên tay trái, thì hôm trước Steven có quay phim cho cô chú và anh chị xem á, để biết cái hướng đi của Winding Ridge. Winding Ridge nằm phía bên tay trái này chưa, nếu mình quẹo trái bên này là của Winding Ridge. Còn chạy lên bên tay phải bên này một tí nữa thì có River Landing với River Edge. Ngang cửa của River Edge là Summerstone. Ok, thì để ok cô chú anh chị nhìn thấy xéo xéo bên kia không, tay phải không, cái nhà nó mọc lum la lên hết trơn. Nó có mấy cái xe mà về construction á, thì bên đó họ đang xây nhà của River Edge, River Landing luxury home. Nhà rất là lớn, bở mình có quay sơ sơ cho anh chị và các bạn xem á, cái nhà nó vô là giống như là mansion luôn á. Thì ngang bên tay trái nè, bên này nè phía bên này một tí á thì của Summerstone. Để mình quay mình chạy liên tục để cô chú anh chị có thể hình dung được cái hướng đi của nó. Sao mà tại sao này có muốn đi lên đây hoặc liên lạc mua nhà thì có thể đi đi qua Wan Enos. Thì Wan Enos có thể giúp anh chị và bạn build cái nhà ưng ý của mình nha. Chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ gặp Wan Enos. River S bên tay phải nè, chưa thấy cái cổng của nào, cái này River Landing, I'm sorry. River S lên trên kia khoảng chừng 500m nữa thì bên tay phải nó có một chùm cây tổ bố bên tay phải đó là River Edge đó, thấy chưa, đó nó có cắm cờ lum la cho bên tay phải đó là River Edge đó. Còn bên tay trái này là Summerstone nè. Thì Summerstone này hồi xưa Steven cũng quay phim một đoạn rồi cách đây cũng khoảng chừng 1 năm á, thì lúc đó nhà nó chưa có lên. Bữa hôm nay thì nhà ở đây rất là nhiều rồi, chưa giờ đó. Bên đây là River Edge, bên đây là Summerstone. Để mình quẹo qua Summerstone. Ok, nó River Edge bên kia. Bên kia là luxury home, nghe nhà triệu đô không á. Còn bên đây là khoảng chừng 300-400, 450, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, tùy theo nhu cầu của từng gia đình. Ok, để mình quẹo vô cho mọi người xem nè, Summerstone. Đó, Summerstone. Ok, mọi người thấy cũng biết là phải không, Summerstone được phải không? Để mình chạy vô trong này luôn, cái qua quanh vô chưa, có thể quanh vô rồi. Mình tìm chiếc xe Acura màu trắng. Ok, cả nhà ơi, mình đang tới cái office của Dior Horton của Summerstone nè. Khu này khu Summerstone, bán nhà 2 phòng ngủ,
hai phòng ngủ, ba phòng ngủ và bốn phòng ngủ. Để một tí nữa quanh lại thì mình chạy vòng vòng, mình trong kia mình show nhà cho mọi người xem. Đây là phía sau mình là cái office của Dior Horton's. Đến đây thì nhà cửa nó còn trống trơn à, nó có mấy căn thôi. Bây giờ thì hiện tại nhà nó xây lên nhiều, rất là nhiều người ta dời vô ở đông lắm rồi. Rồi nó có xây mấy căn nhà nhưng mà ready to move in á. Thì một tí nữa mình quay cho mọi người xem. Phía bên kia là cái community center. Community center là giống cái chỗ tụ họp, hồ bơi đồ á. Thì nó nằm ở đây, ngay cổng ra. Thì phía sau này là giống như cái pitch, giống như cái hồ vậy không. Hai bên kia là hồ. Nhà cửa họ xây lên rất là nhiều. Ở đây cũng có mấy anh chị người từ Cali qua đây mua nhà. Bà ổng có, Steven có nói chuyện mấy lần á. Thì có mình anh chị ở dưới góc dưới kia có nhà Việt Nam. Thì có người Việt Nam nữa mình không biết thôi, nhưng mà chính xác mình biết dưới đó là có một căn. Tí nữa quanh ghé qua thì mình quay qua tiếp cho mọi người xem nha. We're looking for. We got the real man today. How you doing? How you doing? Yeah. Wait, you guys call each other first? Yeah. You got some kind of the same class? Yeah. Uniform? I know. I was like thinking that too. I was like, that's good looking glasses. Yeah. Walmart. Yeah, Walmart. Walmart. $9.99. You said I'll let me know. Said we're black, man. Come on. Everybody wear black and we're white. Okay, this is one. Hey! This is one Dino's. How are you? Welcome to Dior Horton. Dior Horton. Hello. Kia cả. Dạ dạ. Nghe tên rồi. Nghe tên rồi. Mình chưa gặp mặt. No, this man. This man is so familiar to me. Hi. Chào con. Bắt tay cái. Sẽ chào. Sao? Is Florida better than Mississippi? Yes. Yeah. Yeah. More fun stuff over here. Have you gone to Orlando? Many times. Many times. Yeah. Can you show us? Bush Gardens, right here. 35. Yeah. 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 You want to look at it? Yeah. And everybody wants to see this lot. This is the future when they want to show. Đây. Oh, nhà mới của người Việt mình đây. Cái số 12 là cái lot 12, cái block 38 nè. Một tí nữa hiện giờ cái giá nó chỉ có là 417.000 thôi. Rồi còn 4 phòng ngủ 28 hả? Dạ 4 phòng ngủ 2 phòng tắm 1828 square feet. Cái lot size cỡ khoảng là 5750 á, cho 6000 square feet nhưng cái lot size. Mà ở ngoài sau á là cái hồ với cái conservation view luôn. Wow. Yeah, mà cái giá này là giá hết luôn á. Yeah, giá hết everything. Bên cạnh đó nữa, nếu mà mình mua trước cái ngày 15 tháng 8 bữa nay thì cũng 13 rồi. Vậy. Nhưng mà chắc có thể là nó sẽ có cái promotion mới, nếu như mà mình mua trước cái ngày 15 tháng 8 thì được 15.000 discount của cái closing cost. Oh. Yeah, hiện tại cái list này là available không? Dạ, hiện tại cái list này available. Ok, thì em xin cái này luôn. Dạ, em thấy là khách của mình á thì người ta thích nhất là cái mẫu Cali. Hoặc là mình invest cũng được nữa. Mình invest cái mẫu Cali nó tốt, tại vì nó chỉ có one story home thôi, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mà bên trong cái kiểu mới của Dior Horton bây giờ á, là hồi lúc trước á nha, là mình mua nhà đó là cái kitchen của nó là cái granite đó anh, anh nhớ không? Yeah. Rồi hai bên kia nó hơi xấu một cái là nó để cái phòng mica, cái phòng tắm á, cái phòng yes. Yeah. Bây giờ nó upgrade hết luôn, toàn là granite mà fancy one luôn. Bây giờ em vừa mới xưa là cái kitchen nó làm bằng granite, còn mấy cái phòng bathroom nó làm granite. Bây giờ là nó upgrade hết hoàn toàn, chắc tại vì mình có góp ý vô đó mình nói tại sao để phát đâu có nhiêu tiền, nó có mấy trăm bạc. Đúng rồi. Thì bây giờ là nó không những nó làm granite đẹp mà nó hồi lúc trước đã đẹp rồi, bây giờ nó còn fancy hơn nữa. Nó cái level nó có khoảng 3 với 4 rồi. Hồi lúc tại nó làm cái kia mà nó làm bỏ cái chip vô mất công ta sửa lại mất thời gian nữa. Dạ, bỏ thêm rồi thảo lên đâu có nhiều tiền. Dạ nữa. Rồi cái nó có nhiều cái upgrade lắm, là ở bên trong cái shower đó là lúc trước nó chỉ làm gạch phân nửa thôi. Bây giờ làm tay bây là nó lên tút trên luôn. At least like that. Dạ rồi bây giờ còn một cái vui nữa. Còn một cái vui nữa là cái phần bên Dior Horton là như em nói là bây giờ từ đây cho tới ngày 15 tây là nếu như mà mình mua trước ngày 15 tây tháng 8 hả? Trước ngày 15 là coi như dạ thứ hai á là được 15.000 tiền closing cost bonus. Dạ
Right. So I have to get this video up tonight. Yeah. I said, like, we're gonna have to make the deadline, the 15th, you know. The 15th deadline, I have to get the video up tonight. Yeah, for the ends on Monday. Yeah. Oh, for the $15,000 bonus. But you said, like, if for certain one, we're gonna get another $2,000, right? So $17,000 or. No, that was your. My Pacific lot. Okay. That specific lot was an additional. Yeah. Okay. Yeah. And then we just sold one home. That's why we wanna show you guys the home that we just sold, because that our client, like, got all the incentive, and you know, they lucky for us. That one, cái nhà hôm bữa mà mình, cái nhà mà hôm bữa mà em vừa mới ký hợp đồng hôm qua luôn cho khách của em á, ảnh là investor chứ anh không phải là owner occupier, cho nên á là cái incentive thay vì 15,000 á thì investor nó chỉ cho là có khoảng 5,000 thôi. 5,000. Dạ. Yeah. Nhưng mà có điều cái nhà đó đó là nó muốn cho là primary home, muốn là người ta ở chứ nó không có dự định là bán cho investor. Yeah. Cho nên là cái giá của nó quá rẻ luôn, cái giá từ 435 luôn á. Để em xem coi. 15k decrease. And then they got a $15,000 incentive on their closing costs, which we still have. We have it through Monday. Mm-hmm. You would have to go under contract by Monday. Mm-hmm. Cool. Midnight Monday. Yeah. What's that? Midnight Monday. Probably not midnight. No. Probably by around closing time. Five. Monday. 5 p.m. No, we close at 6. So probably 8 o'clock will be the final cutoff time. On Monday. 5 o'clock. Okay, sounds good. 3 and 35 is the one that we sold. We just yesterday. Sold it right here. So that two kind of like that one is being sold now, and we sold this one. So the ones that we have available now are 12, 13, and 14. 12, these are awesome locations because of the park right in front and the water behind. You can't get much better than those three. Mm-hmm. So the one in red is the one that's available? No, sir. The ones in red are sold, and green is already closed. Okay. Yellow is available. Pending. Pending. Right? No, yellow is available. Available. Red is pending. Okay. Red is pending. Okay, now I've put up, what you're looking at now is just the Calis. Mm-hmm. So now you're seeing all the Calis that are available. Yeah, can you show them the Cali layout here? Sure. Here you go. And we got the Cali model home right beside us. Cali là khi mà mình bước vô nè ha, rồi bắt đầu là mé bên tay trái là hai cái color room, bên phải là cái bedroom 2, rồi bắt đầu nó share cái bath giữa cái bedroom 2 giống như check and chill vậy đó. Yeah. Okay, rồi đi thẳng vô là tới cái gray room, giống như phòng family room rồi dining room ngay đó, rồi cái bedroom nó có thể nhìn thấy cái hồ, cái view rất là đẹp nhìn. One floor too. Nice. Yeah, one floor. Rồi anh chị cảm thấy bên trong. Huge, big, when you see in in reality in person. And this one, the wetland, so this is conservation and this is the lake one. This is trees back here, so this is very cái này private. Cái này á, nó hay cái hiện giờ này nó chuẩn bị bán cho mình là cái em nói với anh là 12, 13, 14 trước nó đó là cái park. Row 13, 14. Yeah, cho nên là trước nó đó là cái công viên. Yeah. Nên mình không có cần phải đối diện với ai hết trơn á. Ngoài sau á thì là cái hồ với cái rừng, cái conservation. Reservation. Yeah. I want you to meet while you're here. Good timing that you're here. My boss is here. Yes, Tiffany, she's the director of sales for us. I want to introduce you to her. Yes, sir. Because she's the one that approved me through investor sale here. Yes. Yeah, I think it would be good if you could just say hi to her real quick. Yeah, and then we can introduce you. Yes, sir. Thank you. Surprisingly, it's a Vietnamese couple, live here. Yes. Yep. Number one. She's a lot number one. Okay, thank you. Yeah. Not mine. Để em chọn dọn mớ rồi đi ngõ này anh ơi. Yeah. One kêu á. Dạ, nói là không tay. Gắn camera rồi. Tất cái nào quay lỡ đi. Ok, cô chú anh chị các bạn, đây là ông xã của Wan Inos, còn đây là Wan Inos nha. Đây là lý do tại sao cái last name của em là Inos, là ông xã Inos, người Bồ Đào Nha với Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dạ, đẻ sinh đẻ ở Hawaii, bên Mỹ. Okay. Dạ.
Đây là coi như là partner business của em á, cũng nhờ ảnh mà em có được cái điều kiện để mà em có thể giúp đỡ cộng đồng mình được những cái dream home rồi này nọ, cho nên là rất là biết ơn. And free inspector. Dạ, free inspector. Ảnh coi như là nhập từ nhỏ luôn, tại vì ba chồng của em là có cái công ty construction company back in Hawaii. Cho nên là từ nhỏ 2-3 tuổi là đã train để mà làm construction rồi. Cho nên khi mà đi mua nhà với tụi em á, thì lúc nào em cũng có điều kiện là em đều nói anh đi với em để vô trong đó coi cái nhà, đặc biệt là cái nhà mình mua mà nó có tuổi rồi đó, để mình make sure là foundation everything solid thì cái gì nó cũng good hết trơn, thì lúc đó mình mới tự tin, mình mới nói là anh chị cứ tự tin offer rồi này nọ rồi everything good. Dạ, một tí nữa anh muốn hỏi em cái bằng gì? Cái secret phải không? Cái secret. Cái trade secret đó ha. Cô chú anh chị đợi tiếng nghe cái secret để cách nào nào mình đúng không? Đúng ra mình kể cũng được mà để cho quanh cái người chính thức kể ra nó không phải trở thành giống như tam sao thất bản nó mất cái hay của nó không? Để xong rồi đầu cái khúc cuối mình kêu quanh kể cho nghe. Ông xã em không có biết nói tiếng Việt nhưng mà hát được tiếng Việt nha, hát được rồi mắt cha 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 rồi mình không có hiểu. Nhưng mà bây giờ để cho ông xã nói một câu chào cô chú anh chị. Ok, thử đi. Xin chào cô chú anh chị. Xin chào anh. Cô chú. Anh chị. Cảm ơn. Cô chú. Cậu chú. Anh chị. Thương yêu. Ủng hộ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Có những cái nhà mẫu cho mình vô mình coi thử. Đấy. Mình thích cái nhà mẫu nào thì lúc đó mình bắt đầu đi coi cái lot size actual, là coi cái trong nhà nó như thế nào, rồi coi cái lot size cái khu đó mình có thích hay không. Cái Cali này á em rất là thích cái Cali là cái này phải không? Dạ, cái cho mướn cũng rất là dễ dàng luôn. 4 phòng ngủ 2/8. Dạ. 1828 square. Bằng nhà anh bên kia. Dạ, nhưng mà chưa có tính cái garage nha. Chưa tính garage không? Dạ, đó là chưa tính garage với cái là nay là bắt nữa. Nó ra được một cốc xi măng. So basically almost the same size my house. Dạ nhà đúng rồi. Nhưng mà của anh thì có một cái acre quá trời lớn. Dạ nhưng mà cái này nó cái location đó nó hồi nãy. Được không anh ha? Cái này dễ thương ha. Bờ nha. Đá banh là số 1 anh. Quân cấp là em là cái đó lại người ta em kẹo trên luôn á. Khi mình vô á thì nó vô đây là cái kitchen. Đây là phòng ngủ. Cái này nó hay cái em thích cái Dior này một cái là như thế này, cái giá nó nói làm sao là nó y chang vậy. Cái mọi hôm thì hiện tại họ làm bằng cái này và cái nhà thật á là họ biên lên bằng gạch nha cô chú anh chị. Cái counter này á cũng là bằng granite luôn. Cái model home hồi xưa nó làm cái này và bây giờ nó làm lại granite. Mấy cái master bedroom. You get comfortable in the bed. Vô là có cái mùi mới. Hải Quang, I get to meet the YouTuber. Yeah. He's so excited. Yeah. Gặp toàn là the family room area. Đó, comfortable. Ở đây có cái này là cái man-made nè. Mỗi cái community á là nó đều tự đào cái hồ á để mà nó cho cái view nó đẹp, chứ không phải là mấy cái hồ nhân tạo nha. Sau khi mà có hồ nhân tạo nhưng mà most of the time nó phải đào hồ. Bữa cái GL hôm mà chuẩn bị ở ngoài sau mới mở phim á, em nói ủa chỗ đó bộ không có hồ hả? Nó nói đang đào cho nên từ từ đi. Tại vì khách của em muốn mua có cái hồ view mà lại em thấy trên map là toàn đất không à. Cái em mới nói vậy là cái khúc sau là coi như phải bây giờ mua cái, giống như là bây giờ mình trễ rồi mình mua theo cái kiểu mà cái new community mình không có hồ view mà nó đang đào chị từ từ. Có anh có bỏ lên video nhớ cắt của hai chục người sao sửa người lại cắt ra bỏ hết mười sao kéo trên dài như lục chân đó chị lục chân nha eo con kiến. Anh thấy không cái kiểu này nó bây giờ là cái kiểu này luôn á anh nha, đẹp lắm, tí nữa lại. Just something to note, they said they stopped using these shorter sinks. Yeah. They have a deeper sink. Đúng rồi, dạ. Cái chỗ rửa chén nè, thay vì hai sink cái kiểu cũ nè, bây giờ nó làm nguyên một cái sink bự. With how sâu. Their standard is the deeper sink, yeah. Still double. 10 to 12. Không, cái tuổi Dion này nó. Hồi xưa nó làm cái này cạn quá. Dạ, đúng rồi. Dion nó nghe, nó lắng nghe cái
cái khác giọng của cái người khách của nó, cho nên nó upgrade nhiều cái mình thấy thích lắm. Thì nó upgrade đi thì cho lên tí tiền cũng không sao, thành thôi mình xong mình sửa lại mất tiền. Mà bây giờ nó đang xuống cho nên em thấy nó thích quá nên mình không có thể nào miss cái opportunity này nên nên thấy cái mấy cái nhớ làm quay. Là nó include hết luôn á, nó cho luôn cái washer dryer luôn mà. Mẹ phải dẫn lên cái Whirlpool hồi xưa để cái heater vậy. Dạ. Yeah. HOA ở đây là năm có khoảng 53 đồng. Một tháng à? Dạ 53 đồng một tháng, nhưng mà ở đây có CDD cũng rẻ lắm, có 1.900 một năm. Yeah, đấy. Kế bên trời ơi một. Bên này có phòng ngủ luôn. Dạ có một phòng ngủ. Phòng ngủ phòng giặt. Phòng ngủ ở đây không, phòng ngủ để làm cái office. Còn mấy cái này là cái average lot premium có nói chừng bao nhiêu anh? Không có lot premium luôn anh, giá một giá luôn. Giá là mình pick cái lot. Dạ mình pick cái lot, bởi vì mình first come first serve, ai đến trước thì pick cái lot đẹp, ai đến sau thì pick cái lot. Không đẹp bằng cái lot trước thôi. Item number 2. Dạ. Rồi nó còn cái hay nữa là nếu như mà chưa có ai ký hợp đồng mà cái lot mà nó gần xong là 14 luôn. Nó nói thôi bây giờ chị bán 4.9 thôi. Nhưng mà chị bán cho người primary home mua đi ở. Em bên em bên investor cho nên em phải nói với ông Ross, em nói ông nói chuyện với management override của tôi là cái bà Tiffany á, bà còn nói tí nữa. Bà có đây nè, có thể đặt bả để xây tan kiệm nó. Dạ ok, nhất định. Quỳ cái giá nhà có căn này bây giờ hiện tại bao nhiêu ta, 400 mấy, 417 hả? Dạ cái thấp nhất bây giờ đó nha, thấp nhất bây giờ là 417 ra. 417, ok. Dạ 417, mình còn được là 1.828 square feet. Dạ 417, cái giá cao nhất là 435. Nhưng mà cái lot size em thấy nó không có đẹp bằng cái 12 này. Cái 13 với 12 kế bên nè mà cái sự chênh lệch gần như là tới 17.000 luôn. 17.000. Dạ anh tới cái đó anh thấy nó không có đáng như vậy. Đúng 17.000 mà nó giống như nó option nhiều hơn thì nó dạ. 17.000 mà nó không option rồi mình ok. Dạ đó là tâm huyết dữ lắm luôn, tại vì em nói cái nhà đó hôm qua nó một ngày ông báo giá là bây giờ cái nhà đó nó đã almost complete rồi, ready move in trong vòng 45 ngày, cho nên là bây giờ có một cái discount cho primary home, nghĩa là ở thôi, mua ở chứ không có phải là đầu tư. Thì ổng nói là cái giá mà hồi lúc trước á là 424.000 đô. Bây giờ nó xuống còn 409.000. Nhưng mà chỉ cho cái người mua ở thôi. Nhưng mà cho người investor. Dạ không, nhưng mà anh khách của em là mình mua invest cho nên là em nói bây giờ ông phải làm mọi cách để ông override cái này cho tôi. Là trong vòng từ cũng tội nghiệp ổng là từ hồi xưa anh vô cũng hỏi rồi, nó nói là investor nó không cho. Dạ ổng cãi luôn đó. Ổng cãi luôn. Nothing can be seen now. Hi, Tiffany. Juanito, thank you so much for making the deal happen for us. She's the one that sold my cancellation, that quick moving that I sold yesterday. Yes, yes. Perfect. Thank you so much. I know it's very difficult, you know, to make that decision. I'm so thankful. I told her we gotta get her. We gotta get her to be on the phone. Yes. I know. I love your work. Is that your first deal this year? Yes. So thank you, Tiffany. Thank you, Russ. You're welcome. Thank you. Even the most popular, you know, oh, Vietnamese that's awesome. Guy uh-huh. in Hamburg. That's awesome. He's famous. I know. He's famous. Steven the photographer. Yeah. Okay, I am parked right there in the white, so and y'all are right here, right? Yes, okay, anh chị và các bạn, mình đi qua bên kia, mình coi cái lot nhà bên kia, cái ông seller, cái ông sell agent ở trong cái office nào cũng dẫn qua bên kia coi cái nhà đang xây. Thì mọi người theo chân mình tiếp tục qua bên kia nha. Ngoài trời kia nóng quá. Hiện tại mình đang chạy qua bên cái
cái chỗ cái nhà đang cất. Và anh chị có bạn nào mà coi phim này á, nếu mà có interest tìm nhà ở Wesley Chapel á, chỗ Builder Dior Hortons, cái khu community này là Summerstone nha. Nó hiện tại có nhà for sale, và nếu anh chị nào mà mua nhà trước ngày thứ hai á, nghĩa là ngày 15 tháng 8 á, thì nó có cái incentive là 15.000 nha. Nếu mà anh chị nào mua trước ngày 15 thì nó có cái incentive cho 15.000 cho closing. Đây, xin mời ông chủ. Ông chủ nói bữa nay nhớ đến quay video cho ông chủ coi nhà mới. Em nói này để em gọi anh Steven, chứ tài nghệ video của em thì đâu bao giờ bằng anh Steven được. Cho nên đây, cho ông chủ nguyên một cái professional video. Ok, nhà này có anh nào? Anh Đạt. Đạt hả? Dạ. Wow, số mấy ta? 29, 16 hả? 6 nút. 6 nút đúng không? 9 cộng 7. 9 cộng 7 là 16. 9 cộng 7 hả? Dạ, 9 cộng 7, 16. 9. 16. Rồi bắt đầu theo tàu á, là 1 cộng 6 nữa. Là 7 nút. Nhà này 7 nút. 7 nút. Dạ. Còn nếu theo kiểu Việt Nam mình là 6 nút. Ok, 7 nút là Lucky 7. Dạ, Lucky 7 đó. Ok, nhớ mua trước ngày 15 nha các anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ 13. 15. Bữa nay 13 rồi. Dạ. 15 là cái deadline, cho để 15.000 bonus. 15.000 bonus. Dạ. Cho nên nhưng mà em nghĩ là sau cái này vẫn còn bonus nữa. Có thể nữa, nó còn nữa và nó còn nhiều hơn thôi. Dạ, cho nên là cứ nếu mà mình thấy thích rồi hả, mình sure rồi bắt đầu mình đi sâu vô. Again, cái zip code cho nên là 33543 nha. Mọi người hỏi cái zip code số mấy, thường thường mình trả lời mình hai ba lần trên ăn phải nhiều lần, nhiều lần rồi. Dạ. Cái zip code cho nên là 33543. Dạ. Wesley Chapel, Florida luôn. Anh có mention cho cô chú biết là cái khu này nè, em nói với anh tía làm ơn đi quay với em liền đi. Tại vì á, cái khu này á, nó phải gọi là nó gọi là khu nhà giàu nhất của Tampa đi, cứ cho là như vậy đi, là bởi vì nó là như vậy, là cái Winnie Ridge nè, rồi cái đầu Ridge đây. Dạ. Coi River S là bên kia. Dạ. Nó rồi cái đầu Ridge của anh Ridge nữa. Rồi qua đó gì River Landing nữa. Cái nghĩa là khu nhà nghèo mà lấy thơm lây với khu nhà giàu. Dạ, ăn ké, em nói cái nhà, tại vì những cái khu nhà, bốn cái khu nhà kia nó cách nhau chỉ có 1 minute drive, 1 phút lái xe thôi, là mình có thể đứng mình thấy đối diện với nhau luôn, mình thấy luôn. Giống như quận 3 với quận 1 vậy đó, cho nên là mua nhà ở đây em nói với anh chị á là tự tin luôn, giá chỉ có thể lên thôi chứ không bao giờ xuống được hết trơn á. Tại vì cái đường chính cái đó là 56 á, cái huyết đường huyết mạch của Wesley Chapel là nằm ngay bên kia, nằm phía sau lưng của mình. Dạ. Cho nên là toàn là bốn khu mà tỷ phú rồi thì mình cũng là tỷ triệu thôi. Nhà này của xong anh đất, Đạt. Ủa anh Đạt ở tiểu bang nào ta? Dạ, anh Đạt ở Cali. Cali luôn hả? Dạ. Wow. Dạ. Vậy tương lai mình có điểm với nhau rồi. Dạ, con làm luôn. Nhà anh Đạt ở Cali cũng dạ, một bát cờ hơn á. Đó. Anh Đạt có đang xem video này, xem cho kỹ nha. Mình cố gắng mình quay tận tình từ phía ngoài vô luôn. Phía ngoài vô bên tay phải nó có một cái phòng ngủ. Dạ. Kế phòng ngủ này nó có cái nhà tắm ở đây. Dạ. Thì ở ngoài cửa đi vô bên tay trái nó có hai phòng ngủ nữa. Bốn à? Hai phòng ngủ, một phòng ngủ ở đây, một cái bathroom ở đây, với một cái phòng ngủ bên đây nữa, là hai phòng ngủ, ba phòng ngủ. Dạ. Được. Đây nè anh cho ảnh coi cái này là cái đài mới giờ nè. Okay. Trước là hồi nãy mình quay cái model home, cái này là cái khăn gỗ thấp, gỗ gỗ thường đây đó. Và ở đây nữa là mình quay để thích chơi luôn. Dạ. Granite cái kiểu này là level tree á. Trên kia nó làm lên gạch luôn, nó không có làm giống như bằng plastic nữa. Plastic nữa đúng rồi, không có kiểu vô mọt nữa. Này kiểu Home Depot rồi. Đây là Home Depot rồi. Nó nâng cấp mình rồi. Đó, một ngủ, hai ngủ, ba ngủ. Dạ, đi thẳng vô là rộng. Đi thẳng vô là cái kitchen. This is the kitchen. Open concept. Yeah, open concept check out. Cái này nè. Đi chưa? Cái upgrade này nữa nè. This has become a farm sink. Dạ, yes. ở lúc trước là hai cái thì nó nhỏ lắm, mình rửa đây, nghe đây nó rộng rồi. Cái farm sink luôn, it's bigger. Dạ. Yeah. Ok, chỗ ngồi ăn. Dạ. Yeah. Family room bên đây, còn ai ở master thì nằm bên đây, hướng này. Đó, master. Đây, mình quay cho sơ cho anh Đạt xem nha. Nó vô đây. This is the bathroom. Bathroom nó cũng đổi thành cái kind of top của cái thằng nhà này luôn. Dạ, đẹp lắm ha. Yeah. Very nice. Nè, nãy bên kia là thường bên đây gạch luôn. Gạch hết.
tile showers. They do use a tray on the bottom, but that makes it easier to clean because you don't have to get into the grout line. Right. Em thì em thương cái tổ lưu đời Dior Water này là từ cái lúc mà em mua cái nhà cho anh Thomas á, em trai của anh á, em chỉ nó một cái chỗ nhỏ thôi, em vẫn chơi thôi mà ai ngờ nó làm một em bất ngờ luôn. Đó. Em coi em thấy cái grout cái giống như là cái giống như là nó cái gạch của nó lót chỉ hơi bị xích một chút xíu thôi. Cho nên em nói ủa tại sao cái gạch này nó bị xích đó, nó hơi bị xích. Rồi bắt đầu cái lúc mà mình phá nó quắt á, nó vô nó mở hết cái đó để nó làm lại cho nó straight line luôn. Đó. Cái hồ này thì đẹp thiệt mà tương lai thì hơi tốn biên tí thôi. Hơi tung bia. Hôm nay là đảm bảo không có cá sấu nha, tại vì hậu hồi sau không có cái rừng. Dạ yeah, đúng rồi, rừng không có cá sấu đâu. Muốn nhậu cá sấu hơi khó à. Chắc là lần ăn sớm. Lần lâu mới bị nè, mà Việt Nam mình ăn cá sấu thì sao vậy? Dạ. Em muốn cá sấu là đi cái lót 12, 13, 14 tí nữa mình đi. Mình đi ra ngoài luôn đó. Đó. Nè, phía sau nè. Đủ trong ống cầu rồi. Dạ. Yeah. Phía sau nè, phía sau. Có mấy lần. À rồi cái nhà này á, nếu mà cho mướn á thì cái nhà này ngay tại thời điểm này có thể mướn là 2.800 một tháng luôn. Ừ. Theo như đúng á là mình muốn cho mướn liền á, tại vì anh thấy construction nó vẫn còn. Ừ. Nên mình phải discount ít nhất 200-300 cho một năm đầu. Để khi mà nó fully mà coi như là build xong build của xong cái community á thì lúc đó là mình mới tăng cái giá mình lên cái market được là phải chờ đợi một năm. Cho nên là cái năm đầu thì mình muốn người ta vô nhanh gọn trong vòng 24 tiếng là mình phải giảm cái giá cho nó xuống. Tại vì người ta hiểu được là cái construction thì đương nhiên là nó có noise rồi này nọ. Dạ. Nói cái khu nhà giàu ở bên kia, Riverside là mấy cái nhà triệu đô nằm bên kia. Đó. Bên này không triệu đô, bên này cũng gần nửa triệu chứ bộ. Thì đó, bởi vậy nhà nửa triệu kế nhà triệu đô thì nó sẽ lên nhanh luôn. Khúc quan trọng nhất nè. Dạ. Bỏm á. Em chơi cái luật gì mà nó kêu luật nào nó cũng có cái kẻ hở của nó, cái kẻ hở của đó mà em giúp anh mà mua cái căn nhà nào mà mình thích nhất. Dạ. Mình muốn thắng cái căn nhà đó vậy thì mình vô mình bị cái bidding war giống như mấy chục mạng vô mà đấu đi căn nhà. Dạ. Thì mình muốn mua làm sao mà mua đứt đi căn nhà đó mà mình thắng á, em có thể giải thích cho mấy cô chú anh chị xem nghe được không? Dạ được. Dạ ok, cái mánh đó đó, cái chữ keyword đó là escalation clause. Có nghĩa đó, cái nghĩa là nếu như mà có ai mà thắng, coi như là mình không có biết được là cái người nào sẽ biết hơn mình hết trơn á. Mình không có biết được, cho nên là nếu như mà em nói với anh Steve á, mình muốn tiết kiệm tối đa đó thì là mình phải nói chuyện, mình thuyết phục với cái người listing là ê, mày có biết được là cái escalation clause trong cái nghề của mình không? Ừ. Có nghĩa là nếu như mà ai hơn của tao á thì tao sẽ là biết hơn cái người đó là coi như 2.000, 3.000, 5.000 gì đó. Để mà tao có thể lấy được cái offer này. Tại vì bây giờ tự nhiên cái nhà đó list lên là coi như là 425 đi. Mình không có biết được ai, có nhiều người người ta bỏ vô 500 cũng có nữa. Cho nên là mình không có biết được là ai mà cao nhất mà mình đã thích cái nhà đó rồi. Thì bây giờ á, mà cái này á, cái mánh này là vui lắm. Là bởi vì á, nếu như á, mà sự thật nó phải require là nó đưa lại giấy tờ cho mình để chứng minh là cái bid kia cao hơn cái bid của mình á, thì lúc đó mình mới exercise, mình mới vận dụng cái escalation clause đó. Nhưng mà lúc đó mà mình thấy cao quá thì thôi cảm ơn, thank you, bye. Nhưng mà phải cho nó biết trước. Nhưng mà có điều mình phải cho nó biết trước, rồi khi mình làm cái offer á, mình để cái escalation clause đó thì em nói là mình tiết kiệm được, mình biết là mình sẽ hơn người kia, nhưng mà mình hơn 5.000 thôi, đỡ hơn là mình trả quá hố giá. Ví dụ như là bây giờ mình thích cái nhà đó quá đi, nó kêu 425 mà thay vì bây giờ như anh Steve nói là bây giờ bỏ 500 cho anh luôn đi, em nói không được anh, vậy là nhiều lắm, em không chịu, em phải tiết kiệm anh tối đa luôn. Em nghĩ là mình để làm cái escalation là mình chỉ để thêm 5.000 hơn cái người hơn mình thôi. Nhưng mà cái requirement là nó phải gửi cái ngược lại cái offer khác. Rồi có nhiều đứa nó ma giáo, nó gửi lại cái offer khác mà cái offer nó tự make luôn. Nghĩa là nghĩa là mình chơi với nó rồi, nó đầu nó chơi điếm với mình. Nó chơi điếm lại, nó tự make luôn, nó quay ngược lại. Cho nên em phải gọi cái người listing, cái người mà make cái offer đó đó là cái người buyer agent của cái tụi buyer kia luôn. Em nói thật sự mày có submit cái offer đó không? Thì agent với nhau thì mình biết mình có license với nhau, cái gì nó cũng phải nói disclose ok hết. Thì cái đó là nếu mà mình đi thẳng với thằng agent, người listing agent, nghĩa là mình trở thành mình escalate. Mà lỡ mà có hai thằng nó vô nó đấu escalate thì sao? Hai thằng escalate thì nó lấy cái giá cao nhất của cái thằng escalate kia. Nghĩa là mình đưa trước. Dạ đúng rồi, bây giờ mình nói mình cap. Tại vì cái escalation là mình hai cái là
Ok, ba cái là mình cần phải làm. Cái thứ nhất là mình phải để cái giá mà mình muốn mua là bao nhiêu. Thì cái giá đó nói chung là nó cũng không quan trọng lắm đâu. Cái thứ hai là mình tăng hơn cái giá đó là bao nhiêu. Là cái đó là quan trọng thứ nhất đó. Là mình thông thường thì em thấy là 5.000 hơn á, thì nó worth cái giống như là thuyết phục được cái listing, là để mà nó đưa nó present cái escalation. Tại vì nó too much work cho nó phải quay ngược lại, nó đưa ngược lại mình cái offer này nọ nữa. Rồi cái thứ ba đó, cái cuối cùng á, là mình phải cap cái escalation của mình. Nghĩa là giá cao nhất. Giá cao nhất của mình, chứ mình không có phải là tôi escalate là lúc đó là tôi không có unlimited, là tới đâu thì tôi chơi tới đó thì không được. Mình phải cap lại. Có nghĩa là nghe tiếng nó cho 300-400 thì có thể mình cap của mình là 420 là maximum mình có thể là mình đưa ra được. Dạ, hoặc là 500-600 gì đó, cái ai mà hơn cái đó nữa, ai hơn 600 thì coi như mình bỏ, mình không có đu theo. Còn nếu như này dạ dạng này giống như auction như thế. Dạ như auction vậy, nhưng mà có điều là mình tiết kiệm được tối đa. Tại vì nhiều khi anh bỏ vô cái nhà đó là anh không biết ai bỏ hơn mình, nhưng mà có nhiều cái cũng phức tạp lắm. Giờ khi nó qua nó mình muốn thắng thiệt, nhiều khi mà deal được cái giá cao quá thì không có đáng cái giá đó, của không cái có nhà. Đáng giá thì mình back out thôi, giống như em nói là mình cứ để đó đi, rồi mình coi nếu như mà có người hơn mình nữa thì mình back out ra thôi. Tại vì em nói là anh chú với cô coi như là anh chị cô chú mà mua nhà với em á, đừng có lo là cái dạng như là khi mà đã dính contract rồi là coi như mất tiền deposit. Không, hoàn toàn không nha, cô chú với anh chị là tự tin. Là bởi vì mình có, thông thường á, là con để vô cái contract á, là 7 ngày là mình có thể thay đổi ý kiến bất cứ lý do gì, mà không cần lý do luôn nữa. Rồi mình làm thêm cái inspection là nếu không có mình đè giá xuống nữa. Dạ đúng rồi, cho nên là sẽ còn nhiều cái vui vô trong lắm. Cho nên là mình cứ mua tự tin, mình mà nếu mà thật sự thích rồi á, thì mới mua lận. Cho nên là con rất là may mắn là con được làm việc với rất là nhiều anh chị với cô chú mà thương mình anh, cho nên là hiểu được cái tâm tình của mình, và cũng em cũng hiểu được cái tâm tình của cô chú, cho nên mình chọn cái nào. Thì cô chú anh chị thường ở xa muốn mua nhà thì có nhiều anh chị hiện tại xem trên cái kênh của Steven đó thì cũng biết là Quanh đã làm giúp anh chị và các bạn xem mua nhà rồi. Thì những gì Quanh nói thì cũng các anh chị có thể hiểu được cái tâm tình của tụi này không? Nói trước nghe, Steven không có làm về bán nhà. Làm về Steven làm về IT mà quay phim thôi, rồi lâu lâu rồi giới thiệu qua cho Quanh những cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà ở Florida thì liên lạc ở Quanh. Email là Eno, có hai cái email, nhưng mà em xài cái email nhiều nhất là enos1@gmail.com. Là cái last name rồi first name rồi @gmail.com. Dạ, rồi cái số điện thoại thì kiếm số đẹp luôn đó anh, cố tình kiếm số đẹp đó là 813-919-9958. Một tí nữa để dưới cái phần mô tả, có thể anh chú cô chú anh chị mà hỏi số điện thoại có Quanh hoài trong cái comment mà rồi mình để lên, rồi trả lời 2-3 lần, rồi sau cũng trả lời nữa. Bữa nay chúc mình để cái số dưới á, thì cô chú anh chị có thể xem và lấy cái số của Quanh, nếu cần mua nhà thì liên lạc với Quanh. Mà nếu quên thì liên lạc Steven cũng được, không sao. Anh em với nhau không có gì cô chú cứ tự tin liên hệ với con giúp được cái gì là con sẽ giúp hết mình. Cho nên mua nhà cho cô chú thì mua nhà cho cô chú và anh chị luôn, như là mua nhà cho chính bản thân con vậy đó. Cho nên là cái này là cái đam mê, cho nên cô chú cứ việc bất cứ cái gì cứ gọi, cứ hỏi thăm. Dạ, con cảm ơn cô chú. Bây giờ mình đi coi tiếp. Bên kia. I have a 4 o'clock appointment. Pond View too? Yeah, and it's better. Wait till you see it. Wait till you see it. It's better because there's no home in front. You can sit there with the beer and look on 56. No, it's better. Yeah. So, Juan. Yes, sir. Remember, go right there, and it's right on the other side of the park. You know what I'm talking about? Do you think you can know? Chị các bạn, bây giờ mình đi qua xem coi căn nhà thứ hai đang build nha. Nhà xí sau lưng mình là nhà của anh Đạt, mới vừa xem Cali mới vừa mua được căn nhà đó. Chạy vô quay xe sơi coi anh chị xem mình đi quay căn nhà thứ hai. Thôi em bữa cách đây 2 ngày ông chồng em đi show cái 12, 13, 14 này nè. Ông nói ngay chỗ trước đây là cái park nè. Thời ở lúc đó là mình coi như là karaoke rồi đàn ca tài tử rồi phía trước rồi được luôn. Ngay chỗ cái park này nữa đó, rồi ở ngoài sau thì là đem ra hát cả lương á. Đàn ca tài tử karaoke rồi lúc đó là Mỹ rồi lại coi rằng đó, ngay đây nè, ngay cái đây là cái park nè, chơi mở sân khấu hát cả lương chơi vui à. Dạ đó, ở ngoài sau là cái conservation view. Không, bữa nay cũng nóng nhưng mà không có nóng dữ. Thời có con
Guess what? Behind this little tree here is actually Chiyo home on the other side. Yeah, đó thì bởi vì em mới nói rồi, okay. And behind Chiyo home? Yeah. Behind is my home. Yeah, I know, right? Bởi vì bây giờ đất lành chim đậu cho nên là ai mà có khả năng thì cứ về là 33543. Yeah. Quá good, cái area này nó good dữ lắm rồi. Em thấy sau này nó còn nổi tiếng hơn là West Jay luôn ha. Yeah. Nó sẽ hơn West tương Jay lai á, luôn. Tương lai nó nổi hơn á. Hiện giờ là nó đã hơn rồi, về bên cái bên trong nhà đó. Ừ. Còn bây giờ West Jay bây giờ giống như dạng tóc ổi mía ghim ở dưới kia thôi. Ừ. Còn ở trên đây là thôi. Khỏi nói rồi, bây giờ mai mốt mà đụng tại bây giờ nó có cái lagoon rồi, nó có cái premium outlet rồi, nó dân sản mở hotel luôn. Dạ, cái lagoon bây tương lai nó mở cái Marriott hotel kế bên. Dạ. Ừ. Thì đó, ở trên đây cái gì nó cũng good rồi. Cái hồi em đâu có biết đâu, hôm bữa em đang under cái contract của cái một nhà của anh nữa. Ừ. Là cái nó nằm ở ngay cái Epperson á. Ừ. Bây giờ mới biết được cái vé mà vô cái Epperson đó là nó nói là cái lodges là cái rộng nhất cái lagoon á. Ừ. Rộng nhất của Mỹ á, là nó tính là tới 35 đồng một vé đó. Wow. Người ta đi vô người ta chơi hả? Chơi đá banh hay là chơi này nọ. Tại vì chỗ này thì nó sẽ làm cái park nó tương đối là đơn giản chứ không có cầu kỳ. Cái playground với playground cho con nít thì yeah. Ngay cái chỗ mình vô hồi nãy á. Xuyên khu bên kia. Dạ. Cái này phải không? Dạ đúng rồi. Cái này ai mua ta? Này nè. Cái này ai mua? Có ai mua chưa? Dạ chưa, của mình đó. Cho nên bởi vì em mới nói Steve ơi, giúp em để có thể cô bác có thể ok, anh chị nào muốn mua căn nhà này bà đang available nha. Dạ, cái căn này để em coi. Không không có lâu đâu á, căn này cũng giống như căn nãy mình vô ta. Hả? À. Đúng rồi đó anh. Làm giá 420 á, 15.000 bonus. 420 15.000 bonus the closing. Dạ. 4 phòng ngủ ha. 4 phòng ngủ 3 tấm ha. Dạ, 4 phòng ngủ 3 tấm. Pizza. Phía sau nó có một cái hồ để dành câu cá mà muốn đi cái view Đà Lạt không? View Đà Lạt. Bên kia là cái rừng, bên kia phía sau cái rừng đó là GL Homes của tụi Whiting Ridge. Dạ. Đó, bên này là có cái hồ có thể ngồi câu cá được. Ồ, cái hồ này ngon, hồ đẹp đó. Dạ, em nói nè. Cái hồ này đẹp á kìa. Dạ. Cái hồ này đẹp á. Hồ này người ta đào á anh, chứ không phải là hồ này ta đào chứ không phải tự nhiên đâu nha. Ừ. Mà nó đào đẹp, mai mốt nó để cái chất xanh khử anh. Ừ. Nó trông đẹp lắm. Hồ đẹp ha, cái size nó good. Để đây, cái cây em... để cây cũ của Nguyên Thủy. Cái này là cái 12, cái này 12. Là cái 12 nè, này 13 nè. Cái này là cái này là lớp 12 hả? Dạ, cái này 12 nè. 12 là nó đang kêu giá 417 nè. 417. Cái này là 13 nè. Anh thấy nó đâu có chênh lệch gì nhiều đâu mà nó tới 435 lận. 435 nó có option gì thiếu không ta? Thấy nó cũng đơn giản thôi, cái đó là cũng giống nhau là rẻ đó. Em thì thích là cái chỗ đó là bởi vì anh thấy cái chỗ đó cái ending của cái hồ nó rộng, nhìn cái view nó nước nhìn thấy nó nhiều. Đẹp, nhìn đẹp hơn nên đây có. Yên tĩnh hơn. Cái hồ này yên tĩnh hơn. Yeah. Mình thích cái hồ này hơn là cái hồ kia. Dạ, hồ kia thì nó tụi Mỹ thì nó thích cái hồ kia. Ở đây là khoai dạ thơm. Dạ. Anh cái tụi Mỹ thì nó phái. Yeah. Hồ kia, bên kia là rental là ngon. Yeah. Bên đây là ở. Này ở. Dạ. Yeah. You live here when you rent, take the other one. Yeah, tại vì rent đồ là tụi nó phá hoa hết. Đó, nó không phải là cái này. Càng sao hết rồi. Anh thấy cái size anh như nó flip lại cái floor plan á. Ủa, với cái model home á. Yeah. Nice, yeah. Beautiful. You haven't gone to Whiting Ridge and then the X. River X. I've seen Whiting Ridge. River S is like, man. Yeah. River Legend. River Legend thấy nó. Cái bữa anh đang quay khúc đó anh đi vô anh coi nhà. Yeah. Có nghe. Với anh biết không, cái River Legend cái mẫu của nó dùng cái single á. Cái rock nó nhìn single, nó không có dùng cái tile, nhìn nó không có expensive. Và River S toàn là tile không à? Đúng rồi. Mà thì nó xây đi ngang. Mà nó xây cái nhà dạng nhiều white house vậy. Oh man. Không. Dạ. Yeah. Chắc chắn luôn á anh. Bây giờ đó nó upgrade ba hổng rày em đi mấy cái phái Hàn Quốc của Dior đó. Là những cái window này nè toàn là hurricane resistant không luôn á. Cho nên là khi mà bão rồi này nọ mình không có sợ là phải chạy đi lấy cái lấy ba cái drywall rồi. Drywall rồi đập. Dạ, vô. Đập vô sợ bể kiến rồi. Nhưng yeah. Mà nói gì nói chứ tham bà mình đâu có bão. Trên này hiếm lắm. Đâu hiếm lắm. Dạ, cách này xa nước. Xa dạ. Biển mà chết mà trên này nằm ở trên đó gần 78 feet trên dạ. Mà nước biển. Gió chút xíu không sao.
giống nhau hết mà. Giống nhau. Giống nhau. Em đúng rồi, cái đó thì nó flip đó. Ờ nó flip chứ cái đó đổi nó đổi. Nó đổi cái mái nhà. Yeah. They call the DR homes, they don't neglect the ventilation in the attic, which is really important to your home's efficiency. They go with the soffit vents and the either a ridge vent or these little vent stacks coming out the top. Most people don't realize they're going to lose a lot on their electric bill if their roof is not properly ventilated. It also helps prolong the structure's integrity. Yeah. Quay quá hai cô. Gần shopping center không anh? Nó nằm ở cái ma gì vậy? Đường Mansfield á. Dạ. Mansfield. Trường tư anh. Đó trường tư. No, trường của nhà nước luôn. Trường nhà nước mà trường nhà nước ở đây tốt. Tốt lắm, con này tốt lắm. Chapel High School là ok anh. Yeah. Okay. Với xe Chapel giờ nổi lắm á. Dạ. Ủa mình cái xe trong một zip code nhất là 33543 với 33544. 3544 thì cái phim thì mau lịch. 343 thì khu này. Dạ dạ. Để nằm trên cái con đường 956 rồi nè. Dạ. Yeah. Yeah. Ngay cái đường 956 nè. Thì thẳng xuống lấy 301 đi về bên bên Orlando. Còn có 56 cái lot nữa nó bán thôi. Yeah. Mà khách của em sợ là cái em nói với khách đó là cái newer community là better hơn cái amenity, tại vì càng ngày nó càng hay hơn. Yeah. Nhưng mà anh khách với chị khách sợ lắm, nói thôi em muốn cái đường 56 em học, tại vì cái kia là cái entrance khác nữa rồi. Yeah. Nó không có còn được 56 nữa. Ồ nó đi qua 54. Dạ, không, nó không đi 54 luôn, nó đi chính giữa giữa 56 với 54, nó đi ngay cái máy hồng á. Ôi, kỳ vậy ta? Dạ. Nó đi tắt qua 54 luôn mà. Dạ. Mà 54 nó đang expand giống 2, như này. Dạ, chắc có lẽ không biết là cái ông team mà ông làm với em á, thì ông nói là nó không còn nằm ngay cái main entrance của 56 nữa. Rồi em nói vậy 54 đúng không? Thì ông nói là cũng không phải luôn, nó đang figure out để làm sao mà cho nó... Cái đường nó, đi ra. Dạ, cái có thể đi... nó tẻ ra 56 mà đi phía bên hông. Dạ, cho nên là em thấy cái 56 là cái golden road. Nếu như mà cái nhà nào mà cái entrance mà vô 56 là toàn giá giống như Sài Gòn ngoài đường này, đường Hai Bà Trưng vậy. Yeah. Đồng, đồng Khởi rồi đó. Đó. Dạ, cái tòa đại sứ mình. Đường Trọng Thành mà. Đó. Đồng Khởi luôn anh. Đường Hai Bà Trưng ở chợ Bến Thành á. Dạ, chợ Bến Thành là Đồng Khởi đúng không? Đâu Đồng Khởi là ở dưới nè. Còn chợ Bến Thành thấy cái đường đó đường ngoài. Đường anh ở đường Nguyễn Ninh xong rồi đường Lê Lợi, Lê Lai đồ á vòng vòng Nguyễn Lên Tôn. Dạ. Em gái quê lên chả có 1 năm mà đi Mỹ luôn rồi, cho nên không biết được cái đường, nhưng mà biết quận quận nhất, số 1 nè, rồi tới quận 3, kéo quận nhất, em nói này quận 3 Hồi xưa mình vô cái chỗ The Ridge hồi nãy chạy ngang không? Dạ. Khu đó là vô là khúc đó hình mua 300 mấy là bà con nói trời ơi nhà mắc quá vậy chịu sao nổi. Dạ. Bây giờ không có đâu. Dạ, cả triệu rồi, nhà ảnh giờ cả triệu rồi. Dạ. Hồi xưa mới cái 300 bà con la trời luôn. Dạ. Tại nhà ở dưới đào thao hồi xưa có 100 mấy, 200 mà. Yeah. Mình mua tới 300 nhà đó cái mấy người mà nói. Mà đã vậy rồi còn CDD nữa. CDD nữa, Aceway 350 một tháng. Thì nó go crazy thì khoảng chừng 3-4 năm đổ lại nay thôi, 3-4 năm nay thôi. Yeah. Thì bởi vì em trong ngành em mới thấy cái location nó quan trọng dữ lắm. Cũng như cái nhà đó đó, mặc dù mình biết là nó rất là mắc. Nó tới coi như là tới, nó coi như là tới 8, coi như nó là tới 800 ngàn một cái căn nhà đó. Yeah. Nhưng mà chỉ trong vòng có 6 tháng thôi, cái nhà đó nó lên cả triệu. Yeah. Trong khi đó mình mua cái nhà 400-300 thì đồng ý là nó thấp hơn, nhưng mà mình không mua đúng cái location đó thì nó lên chỉ được có 50-60 ngàn. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên bởi vậy khi mà ai mà có nhu cầu về Florida em cũng nói là Wesley Chapel trước, chứ chọn ngay đường 56 là không có gì sai. Dạ, hết dỗ rồi. 54-56 là không gì sai. Dạ, để xin. Tại vì em nói em ưa ghẹo mấy cô chú, nhưng mà em nghĩ là em đúng luôn á. Yeah. Là cái chữ West, người ta hỏi ủa tại sao chữ West cái West. Gì West cũng mắc hết trơn vậy, nó thì West là Tây. Với anh chị đi Tây Phương mới là thánh kinh được đúng không? Thì đương nhiên West thì nó mới Wesley là Tây Phương. Cho nên là cô chú với anh chị phải đi West thì mới thánh kinh được. Ủa, mấy cái cây mẫn cầu là ba anh chiếc hả? Cái đó là ba ông chồng. À, dạ. Chồng mà chiếc cũng có nữa, trùng hợp luôn. Dạ. Dạ. Cái chiếc thì hình như nó trồng nhanh hơn, ra trái nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn. Anh? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái đó kiểu... nó trai có bán không anh? Hả? Bà trai có bán cái đó. Hình như có người thích á, ông chia lại. Rồi. Đây. Tặng cho Quỳnh một ít măng cầu để ăn, những cái là mình chào hỏi bye bye cô chú anh chị đi, hẹn gặp lại nha. Chào hỏi cho cô chú anh chị coi cái mẫn cầu. Quà mẫn cầu trời ơi quá đã, về Florida ăn mẫn cầu cô chú anh chị ơi, mẫn cầu này dai nha. vừa dai mà vừa ngọt nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha, bye bye. Bye chị ơi. Bye nha. Em thấy ăn tép ngay rồi. Quay sang cái pram này lên nóng quá chịu nổi. Ở đây có người bỏ của chạy rồi. Sao người phía sau với bên hông với bên kia.
Dạ rồi, em cảm ơn anh. Ok, chị gặp lại. Thank you. Okay. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Bye bye. Cảm ơn. Ok, cảm ơn. Bye bye.